chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Hiện nay để có thể ủng hộ Thành Hòa thì các bạn có thể đến với tiệm ăn vặt Sói Ca với menu cực kỳ hấp dẫn với các món ăn là bắp rang bơ nè, bánh tay heo nè, da heo chiên giòn và cả khoai lang sấy nữa. Và để liên hệ đặt hàng thì các bạn có thể vào bất kỳ video nào trên kênh của mình và ấn vào phần mô tả có nút hiện thêm nè, kéo xuống một mua đồ ăn vặt Sói Ca để ủng hộ Thành Hòa. Liên hệ thì các bạn có thể liên hệ với cá nhân của mình hoặc là Facebook cá nhân của bà chủ kênh là vợ mình á, và ship COD toàn quốc nha mọi người, free ship đơn hàng trên 300k. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất là nhiều luôn. Hôm nay tôi sẽ đá đội hình 4-2-3-1, đội hình cũng khá mới này, khá mới. Chú Bạc im re luôn, ta im thiệt luôn hả? Đừng khóc, đừng buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay. Không, tàn đêm nay chưa chia tay đâu nha. Tàn đêm nay chưa chia tay đâu. Đây là đây, ok, anh em vẫn còn thức với tôi mà. Anh em vẫn còn thức với tôi. Đấy. Làm thêm 50 vòng nên làm thêm 50 vòng nữa nó sẽ ok hơn. Nó có thêm một quả icon đó. 50 vòng hoặc 100 vòng nữa nó sẽ ok ngay. Những cái gói ngon nó đang chờ phía sau. Những cái gói ngon nó đang chờ phía sau đó. Tôi không lừa anh em đâu, tôi chưa bao giờ lừa anh em. Thấy anh em thấy bữa giờ tôi mở ra được clip icon, em thấy không? Những cái gói sau, những cái gói cuối đó, đó là những cái mà Garena đang chờ đợi mọi người. À, cảm ơn Nam Anh FC nha, anh ơi lại check em. À, Nam Anh FC mới mua Seva luôn ạ, à, ngon quá vậy. Ok Nam Anh nha. Ok. Ok Nam Anh, chờ tí nha. Ronaldo, chú thủ kỳ quá. À, tôi nhớ ông này nha. Tôi nhớ ông này như bữa mới ăn tôi đúng không? Hình như ông này bữa ăn tôi á. Ông này bữa thua 2-1. Anh này bữa thua mình 2-1. Bữa thua mình 2-1. À, trận này thì khó rồi. Cái đội 4-2-1-3 này đã ngon ghê luôn á. 4-2-1-3 đã ngon ghê chứ. Hay quá vậy. Xử lý tốc độ. À. Bữa thua bên nào nhớ bữa này ăn hay thua, đưa ta chặn bữa đá chứ này cái gấu lắm. Nhưng mà lần này thì khó rồi, lần này tôi ăn trước thì khó rồi. Bữa ông ăn từ trước. Oh, ok, Winter Griner. Ui. À, hơi dứt đề. Lỗi alpha nha, lỗi alpha. Ok, bỏ. Dứt đề chết mất tình huống rồi. Ờ, ủa, kỳ vậy? Khó nha, đúng vậy á. Cộng 456 nha, Gru thì nên mua cộng 3, nên mua con 21CL á. Nếu được Rian thì càng tốt. Nếu được Rian thì tốt hơn. Uống luôn Rian luôn cũng được. Rian ngon hơn. Gru Rian, đẹp rồi á. Ribery VTR chạy dưới đi. Ribery VTR chạy cháy quá ha. Chào bị bắt bài rồi, chúng ta thủ kỹ quá bắt bài rồi. Có cruz vào dễ đá hơn ha. Cảm giác là vậy đó. Kevin De Bruyne, Ronaldo.
Chẳng à. Hay quá vậy Kevin Durant, anh muốn ăn 1-3 này đã ok ha. Đã khá ổn áp đó chứ. Nhìn quay cái banh cái đưa Kevin xong là thấy ghi bàn nè. Kevin Durant ở bản này là đúng là top 1 xe AM rồi. Hay quá vậy, chuyển ra đúng không? Biết hoài đó, đã nhìn mà biết hoài dễ đón quá, nhìn là biết chuyền ra rồi, cái gì đó nó mới mẻ hơn. Hình như lần trước tôi nhớ tôi đá này một lần, tôi nhớ hoài không kỹ lắm. Tôi nhớ thực chất khi mà anh em đá xếp hạng mà anh em gặp mấy ông răng cao cao á, mới không nhớ bài kia đó. Nhìn nhớ ngay à, nhìn biết này à, đá đâu nhìn biết quen. Hay quá vậy. Tôi thuộc lòng ổng luôn rồi, chết rồi. À đá gì khó, đá gì mấy anh em gặp tôi, mấy anh tôi giờ bữa tôi đá xếp hạng sao ai dám đá ta. Tôi thuộc lòng đối thủ luôn, thuộc lòng ổng luôn, đá sao tôi không biết hết trơn. Đây chuyền xuống nè, đó. Đá mà thuộc lòng ổng luôn à. Chết rồi. Này. Ông thủ đâu, ông thủ thằng dưới đúng không, tôi truyền lên trên đấy, thủ nó béo đúng không, thủ nó béo, giờ tôi truyền nè. À nó béo. Hay quá vậy, hoài luôn. Các bạn nào nó rất qua Momo nha. Nhưng Momo anh em phải 10k cho lên nó ra tin nhắn này mà. Anh em nhắn tin qua Momo thử xem. Bạn nào ta. Các bạn Nguyễn Thành Tâm nha. Nhưng mà không thấy tin nhắn qua Momo giùm tôi cái, anh em muốn ký nhắn gửi điều gì cho tôi xin một tin nhắn qua Momo. Kevin được Rainer hay quá ha. Tôi thuộc lòng ổng quá, hơi tiếc cho ông kia. Tôi thuộc lòng ổng rồi. Thường anh em đá đấy là đá mấy hôm này cứ vòng rồi tôi nhớ bài đó là chết không luôn á. Chắc giờ bữa tôi phải xóa đi, xóa bộ nhớ mất. Nếu như mà tôi cố gắng tôi nhớ bài quá thì anh em hơi thu thiệt, hơi thiệt thòi tí xíu. Ôi, tôi biết cũng đá góc hẹp luôn, tôi không điều chỉnh luôn. Tôi biết đá góc hẹp luôn, không chỉnh luôn ta, chết à. Ui, cho nên cho nghi bạn ta. Tôi biết. Anh em có hai bài, một là từ cánh vô á. Một là từ cánh vô anh sẽ truyền ra, hai là sẽ đá góc hẹp. Hai bài một ra. Đây, không sẽ đổi mới. Xíu hẹp nữa nè, mà không có gội suốt rồi. Cầm, không có cruise à, trời ơi. Team Bayern mà không có Groot thì biểu sao, phải có Groot vào. Bayern đang gói đất cao quê tới cộng 8 mà không cho ông Groot cộng 1 vào luôn. Ê lỗi tôi. Mất tập trung. Ở đâu bị mất tập trung. Ê lỗi à. Bắt đầu cũng hẹp nữa đúng không. Đấy biết ngay cũng hẹp. Ê đấy nói đúng không. Anh em thấy đúng không, đã đúng một góc hẹp rồi, ông không đắt góc xa, ông đắt hẹp mà. Tony Cruz nè, Tony Cruz tốc độ nè, tốc độ Cruz.
Ây trời, khóc nhanh quá vậy. Ơ phải à. Đá bóng vệ thủ hay vậy. Đá bóng vệ thủ chất bản này, đá bóng vệ ngon mà. Bóng vệ thủ được và công được nữa. Em thích lá lưới đá tấn công, đá bóng vệ công được. Đá sống hồ vệ phải đủ và đổi lại. Chứ nhớ giờ này nó không được gọi là minh mẫn lắm nữa, lâu lâu hay quên lắm. Lâu lâu hay quên đá sống hồ vệ xong cái quên đổi bóng vệ luôn. Hay quá ta Ronaldo. Ôi ơi, không vô luôn. À cảm ơn Nguyễn Thành Tâm nha, Nguyễn Thành Tâm rất nhiều. Ồ Kevin ở trận này miếng tí phải 6 bàn, mất tiếc 2 bàn rồi bé uổng ghê ha. Uổng ghê. À cảm ơn Nguyễn Thành Tâm cho em xin giao án đội hình Somro MC Team Colorian. Giao án đội hình Somro MC, Somro MC khó đá ha. À chứ bành ra cái bành rồi bẻo tiếc qua bành nó bị mất tập trung. Bành nó mà tôi còn làm đi xíu là ok đó. Thì ra nhóm em Hàn Quốc tấn công Nguyễn đã sâu về lên mãi không lên đội bóng. Đúng bây giờ sâu về là đội bóng lâu lắm, đội lâu lắm. Giống về chỉ chờ thủ và chờ thời thôi. Đá nó khó chịu ha. Chịu. Đá nó phải công đồ cái bàn là nó mới hấp dẫn chứ đúng không? Đó vàng. Bóng top 1.